Mày đừng nghĩ là mày hăm he được tao hoài. Mày đừng nghĩ là tao sợ mày, mày biết chưa? Mình để Nguyễn qua mặt rồi. Gọi cho Nguyễn lần nữa đi. Sao vậy? Nhưng tôi phải nói gì với Nguyễn? Hẹn Nguyễn ở nơi mà cô và Nguyễn hay gặp nhau đó. Nhưng anh ấy biết tôi đang ở đây mà. Cô cứ hẹn anh ấy ở nơi mà cô với anh ấy hay gặp nhau là được rồi. Nguyễn vốn không muốn nghe điện thoại từ cô Thư. Chúng ta đã mất tín hiệu của Nguyễn. Cứ bố trí dây hãm toàn bộ khu vực ven sông, phải tìm cho bằng được Nguyễn. Dạ. Các đồng chí, tìm xung quanh với tôi. Rõ, rõ. Không thấy tung tích của Nguyễn. Và anh Nguyễn nói tôi là người đã giết Thư. Nguyễn cứ kể cho cô nghe, Nguyễn đã xử lý xác chết của cô anh Thư như thế nào không? Không. Cô không quan tâm gì sao? Tôi xin anh đừng hỏi tôi những điều như vậy nữa. Thôi được rồi, cô ký tên vào đây.
Cô đọc cho kỹ coi có sai với lời khai của cô hay không, để chúng tôi còn chỉnh sửa. Em đã biết tin. Thư nhận tội giết Thư chưa? Em biết rồi. Nhưng có thật là thương giết không? Vậy theo em thì sao? Bất ngờ tìm ra được hung thủ, em thấy rất nghi ngờ. Nhưng cậu phải chờ tìm Nguyễn nữa, để coi lúc Nguyễn đưa Thư đi, Thư còn sống hay đã chết. Nhưng lý do gì mà Thư lại si mê Nguyễn đến mức như vậy? Mọi người đều nói là do Nguyễn đó. Những người như Nguyễn vậy làm cho các cô gái siêu lòng lắm. Lúc trước Hoài cũng si mê Nguyễn như vậy. Cô ta trốn hay quá, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được. Hoài, em đừng đi. Tôi không thể sống bên cạnh ông được nữa. Vì tôi biết, nếu như tôi tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm ông buồn thêm. Tôi biết ông tốt với tôi, tôi cũng ráng thương ông để bù đắp. Nhưng tôi không thể thương ông được. Hoài, tôi không xứng đáng với ông đâu. Sớm muộn gì tôi cũng chết. Tội tôi gây ra lớn lắm. Nếu ông biết được, ông sẽ rất kinh tởm tôi. Nhưng tôi đâu có kinh tởm em. Tôi thương em mà. Tôi là kẻ giết người đó, ông biết không? Nè, em đừng hù tôi. Ông không tin tôi sao? Em đừng hù tôi nữa mà. Tôi nói thiệt đó, tôi còn có thể giết luôn cả ông nữa kìa, ông biết không? Con Hoài từ lúc đó tới giờ nó không có về đây nữa đâu chú ơi. Vậy chị có biết Hoài còn nơi nào để đến không? Tôi cũng không biết. Bà chị à, đâu bà chị cố nhớ giùm tôi còn có bà con thân thuộc nào của Hoài nữa không chị? Tôi nói là tôi không biết thiệt mà. À, nhưng mà anh quen với Hoài sao vậy? Dạ, là người quen. À, vậy thì anh biết con Hoài không? Cái thằng con trai của nó bây giờ chắc nó lớn lắm phải không? Nó có khỏe không? Nó mất rồi chị ạ. Nhưng mà làm sao nó lại chết? Nó bị tai nạn, té xong mà chết chị ạ. À.
tội nghiệp cho thằng nhỏ. Trời ơi, tội nghiệp cho nó quá. Trời ơi, sao cái số của nó lại khổ vậy nè. Dạ chào chị. Chào ông. Ông tìm ai? Dạ xin lỗi chị cho tôi hỏi, cô Hoài có ở đây không ạ? Ông gì ơi, ông gì ơi. Dạ. Đã lâu tôi không gặp cô Hoài, tôi muốn hỏi thăm về cổ một chút. Tôi mời ông vô nhà tôi được không ông? Dạ tôi không dám. Ông cứ vô nhà tôi uống nước trà cho đỡ khát đã. Dạ cảm ơn bà chị, nhưng tôi phải đi ngay. Ông. Dạ chào chị. Ông Nam. Ông đâu rồi mẹ? Ông quẹo vô hẻm đó. Dạ mẹ về nhà trước đi. Lần cuối ông gặp cô Hoài là khi nào? Dạ tôi cũng không nhớ chính xác. Khoảng 3 tuần trước. Cô ấy vì sao không ở cùng với ông nữa? Tôi không biết. Tôi thật tình để tìm cổ, nên bây giờ không biết cổ ở đâu. Ông có biết cổ đang bị truy nã không? Tôi biết. Vậy sao ông còn chưa chấp cổ mà không báo với cơ quan điều tra gần nhất? Vì tôi thấy tội nghiệp cổ. Ông có biết cổ đã gây ra chuyện gì không mà ông nói là tội nghiệp? Chỉ vì nhà quá khổ cho nên cổ mới đi buôn ma túy. Chứ tôi biết cổ đâu muốn vậy. Có vẻ như ông không biết mức độ trầm trọng khi cô ấy tham gia buôn bán cái chết trắng. Hình như ông còn điều gì muốn nói? Dạ không có. Hôm nay là ngày cậu siêu cho con Thư. Mẹ ơi, mẹ. Về rồi hả con? Mẹ. Mẹ đang nấu cơm hả? Nấu món gì vậy? Cho con coi nhé. Thì nấu món mà con thích đó. Thơm quá. Con biết có lần
con Thư nó muốn đi học nghề không? Học nghề gì? Nó nói là nó muốn học nghề mai hay là học uống tóc gì đó để bỏ vũ trường. Thư sẽ không bao giờ có ý định đó đâu. Chắc là do một lần buồn chán nên nó mới buộc miệng nói như vậy thôi. Sau này không thấy nó nhắc lại nữa. Nếu nó đừng làm cái nghề đó thì chắc là cuộc đời nó đã khác rồi. Nếu mà muốn nó khác đi thì ngay từ đầu lẽ ra bà không nên bỏ ba con tôi mà đi. Mẹ chưa có một ngày nào thanh thản hết. Tội lỗi của mẹ đã không còn cách gì cứu vãn nổi. Mẹ chỉ mong chuộc lỗi, sám hối, cốt để linh hồn con Thư được siêu thoát. Cô ấy bị gì vậy anh? Ngộ độc thức ăn. Thức ăn hôm qua cô ăn không được. Tôi muốn gặp Bảo Trung. Chào cô. Mời cô ngồi. Cô đã khỏe hơn chút nào chưa? Cô Thương, cô có muốn đi gặp cha của cô không? Cha của cô còn rất ít thời gian. Nếu cô muốn gặp, tôi sẽ đưa cô đi. Không cần đâu anh. Sao lúc trước cô nói cô rất muốn gặp cha, bây giờ lại không? Anh ơi, anh cho em đi gặp cha đi. Cô ấy khóc nhiều quá. Tỉnh lại với con đi. Cha ơi, đó là người thân duy nhất của cô ấy. Ý anh nói cô ấy không nên rơi vào tình cảnh này. Anh, em thấy tay của cha em động đậy. Có phải là cha em đã tỉnh lại phải không anh? Tay của ba em động đậy hả? Dạ. Không, em thấy tay của cha em động đậy thiệt mà. Tuy là rất nhẹ, em có thể cảm nhận được mà anh. Em bình tĩnh đi, để đi gọi bác sĩ. Dạ. Thank you.
Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Con Thu đứng lại. Tại sao em lại lẩn trốn vậy? Em lỡ ký vào tờ khai là em đã viết thư rồi anh ơi. Nhưng em có làm như vậy không? Em không có viết thư. Anh ơi, em không có làm. Em không có làm anh ơi. Thôi được rồi, em hãy theo tôi về đi. Đừng làm bất cứ một điều gì sai trái nữa. Cô à, tôi có được về chưa? Nếu cô Hoài có về nhà, ông sẽ trình báo với chúng tôi chứ? Tôi biết rồi. Biết là có trình báo hay là không? Có. Hoài, 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 Yên Nhi. Dạ con chào chú. Chú xin lỗi cháu. Dạ không có gì.
xung quanh cái chết của anh Thư vẫn là ma túy, cuộc tình với Nguyễn và những ghen tuông của phụ nữ. Theo em thì Thương đã ở đây, với những chứng cứ chống lại cô ấy thì chúng ta nên khép vụ án này lại. Nhưng nếu thực sự Thương không hề phạm tội, cô ấy đang bị đẩy vào một tình thế khó khăn, khó giải thích. Vậy là anh vẫn tin Thương à? Không, anh không tin vào bất cứ một ai. Anh đang hy vọng, hy vọng vào tình người. Cô ấy đã miêu tả khá rõ về vụ án, đó là ngộ sát. Nhưng cho dù là ngộ sát thì cô ấy cũng đã làm chết một người rồi. Tại sao lúc nào em cũng đề cập đến chuyện này, trong khi vụ án vẫn còn chưa khép lại, trong khi Hoài và Nguyễn vẫn còn ở ngoài, họ có thể tiếp tục phạm tội? Hay là em không đủ kiên nhẫn để theo nữa? Hay là em muốn được xong phần việc của mình hả Mai? Anh Trung, em có thể giơ tay và đưa ý kiến của mình là không tham gia nữa. Anh nghĩ là xin mình sẽ ok. Tôi không hề như vậy đâu. Sao anh biết em ở đây? Gọi điện thì em không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Anh nghĩ là em ở đây. Em bị sao vậy? Em thấy khó chịu quá. Em nói cụ thể hơn đi. Anh Trung cho rằng em chăm chăm muốn kết tội Thương và muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này là vì sự lười nhé. Nhưng tại sao anh Trung lại nghĩ như vậy? Là vì anh quá yêu cô Thương đó, nên không thể nào chấp nhận được chính cô ta là kẻ giết người. Nhưng nếu như Thương lại có quận khúc và cổ bị quan thiệt thì sao? Đương nhiên là Trung không thể xen chuyện riêng tư của mình vào được, nhưng mà anh ấy vẫn đang cố gắng để tham gia một cách tỉnh táo nhất. Và tất nhiên anh cũng muốn tránh chuyện bị quan. Em rất hiểu việc đó mà. Sao lại kỳ thị tình cảm của anh Trung chi vậy? Em không có kỳ thị, mà là... Sao? Không có gì. Ông mơ thấy gì vậy? Lửa cháy, cháy nhiều lắm, cháy ghê lắm, cháy ghê lắm. Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Ai bị cháy? Nó cháy, cháy ghê lắm, cháy thành tro, cháy thành tàn hết rồi. Bình tĩnh đã. Ông nói ai? Ông nói ai cháy? Người. Tôi đốt người. 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 Bình tĩnh. Người nào? Ông đốt cháy người nào? Cháy. Cháy. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ông bình tĩnh đi. Nói cho tôi biết, ông đốt cháy ai vậy? Hả? Không lẽ lại là ông? Không lẽ nào? Không lẽ tất cả chúng ta đều đi sai hướng rồi?
tôi mệt lắm. Nói chuyện không nổi đâu. Tôi sẽ hỏi ông ngắn gọn thôi. Tôi đã khai hết rồi. Có phải ông luôn hận bà Bích và rất ghét anh Thư? Phải. Rồi sao? Ông hận anh Thư cỡ nào? Tới cỡ mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt của nó, tôi lại nhớ tới cái thằng đã cấm sừng tôi. Ông ghét anh Thư đến mức nào? Tới mức tôi ước gì nó đừng có mặt ở trên đời này. Bố. Bữa nay làm gì mà bố già lạ quá vậy? Mày là con của vợ tao. Con của vợ tao với một thằng đàn ông khác. Tao hận bà. Bà bỏ tao đi lấy thằng khốn đó mới đẻ ra mày. Ông hận làm gì? Đời mà bố khốn nạn lắm. Ông khùng hả? Tao thù bà. Tao phải giết mày để trả thù. Vậy ngày 23 tháng 3 ông đã đến gặp anh Thư. Tôi đã nói rồi, những gì mà tôi đã trả lời thì tôi sẽ không trả lời nữa. Nói cho tôi biết, lúc nãy ông mơ mình đốt cháy ai? Hả? Tôi mơ chính tôi bị cháy. Tôi đã từng bị cháy. Gương mặt của tôi đẹp. Lão ta lúc này lúc khác thật khó hiểu. Cơ bản vẫn là cô đơn quá thôi. Anh đang nói tới hình ảnh của một ông trùm cô đơn. Thật khó mà tin được, lão ta lại giết người không gớm tay như vậy.
chồng chưa? Chẳng qua ha. Tôi uống cùng ông được không? Nhìn ông có vẻ buồn quá. Tôi thấy cậu khổ lắm. Tôi thương cậu. Dù cổ có là tội phạm đi nữa thì cổ cũng là một phụ nữ bị bỏ rơi, bị ngược đãi, không có chỗ dựa. Nhưng đó chính là sự lựa chọn của cổ. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tìm đúng người đúng tội. Cô còn điều gì để nói nữa không? Nãy giờ tôi thấy cô vẫn im lặng. Tôi không nghĩ là tôi bị rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ngày hôm nay tôi ngồi ở đây, và những ngày vừa qua tôi ở trong phòng tạm giam. Còn cha tôi thì nằm trong kia với cái máy thở.
anh. Anh hãy tin yêu em. Cô ấy biết anh có mặt ở đây à? Mở cửa. Dạ. Ông ấy bị sao vậy? Ông ấy bị sốc thuốc từ hôm qua tới giờ nên tôi báo mọi người xuống kiểm tra. Để tôi kiểm tra. Dạ. Thử. Ông ấy sốt cao lắm, mà chuyển xuống phòng y tế. Đừng đi, đừng đi. Thằng Nguyễn nó nhớ bà lắm. Bích à, Bích. Nguyễn, Nguyễn ơi. Bích, Bích. Ê, có gì không? Cô ở lại đây với tôi được không? Được thôi. Sao? Cô ngồi đây để tôi biết còn có người ở đây. Ông sợ ma hả? Tự nhiên tôi nhớ thằng Nguyễn. Cầu trời cho mấy người không bắt được nó. Bởi vậy không ai hiểu tôi về thằng Nguyễn cả. Không ai mong là sẽ hiểu hết những tên tội phạm như ông và Nguyễn cả. Ông đừng tiếc thương quá khứ. Hãy nhớ những tội ác mà ông và Nguyễn đã gây ra. Một phút tôi nhớ con mà cô cũng cấm sao? Ở đây sướng hơn bãi rác nhiều ha. Thôi, ông nghỉ ngơi đi. Ông sốt cao lắm đó. Yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa Nguyễn về đây sum họp với ông. Đồ đẻo. Em đừng theo ám anh nữa có được không thân? Em đừng theo ám anh nữa. Anh xin em đó. Nhưng mà em sợ. Em muốn sống lại Nguyễn ơi. Em không muốn chết Nguyễn ơi. Có ai chết mà sống lại được hả em?
Em muốn chết, mẹ còn điên được nữa hả? Em không muốn chết nữa đâu. Sẽ canh cho. Không ai vào đây được đâu. Con yên tâm đi. Mẹ đừng bỏ con. Đừng rời bỏ con. Mẹ sẽ ở đây. Ở đây với con mà. Trời mưa bông bông bập bồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Mọi người theo tôi. Rõ. Rõ. Ông ấy đang cần cô lúc này đó. Cô gặp ổng đi. Nhưng tôi không muốn gặp ổng. Tôi chắc không thể cho nghi phạm gặp thân nhân. Nhưng đang trong quá trình điều tra. Và đây là một trường hợp đặc biệt. Ông ấy đang rất cần gặp cô. Đi mà cô. Tại sao cảnh sát các người không tìm ra kẻ sát nhân đã hãm hại anh Thư hả? Tụi con đang trong quá trình điều tra. Sao lại để cho người ta chết như vậy chứ?
Xin mời cô. Vợ tôi đâu? Ông bình tĩnh. Đâu? Ông hãy bình tĩnh đi, chúng tôi đã tìm được bà Bích rồi. Mấy người mà gạt tôi sẽ giết đâu đó. Cho bà ấy vào. Tôi đưa bà Bích tới rồi đó. Ông nói chuyện với bà ấy đi. Tôi đi làm gì? Tôi cũng không biết. Tôi muốn gặp bà để làm gì? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã tham phú phụ bận, bỏ rơi hai cha con ông, bỏ rơi thằng Nguyễn tội nghiệp. Tất cả là lỗi tại tôi. Bà đừng khóc nữa. Buông ra. Buông ra đi. Điều tôi đau khổ nhất vẫn là thằng Nguyễn. Và cuối cùng thì tôi mãi mãi mất anh thơ. Tôi đau lắm. Tôi đau lắm, ông có biết không? Mời cô ngồi. Chúng tôi rất tiếc về cái chết của cô Anh Thư. Cô có biết Nguyễn đang ở đâu không? Tôi không biết. Nếu cô đã biết thì hãy giúp cho chúng tôi sớm tìm được Nguyễn. Vì cái chết của cô Anh Thư có liên... Thằng Nguyễn thì liên quan gì tới cái chết của anh Thư? Không có đâu. Nó thương con Thư lắm. Nó rất thương con Thư. Không bao giờ nó hại chết con Thư đâu. Chỉ có ông già đó là hận tôi, là ghét con Thư thôi. Chắc chắn là ông rồi. Có phải ông cảm thấy có lỗi cho nên bữa nay mới kêu tôi vô đây không? Đúng rồi. Đúng cô là ông rồi. Ông cảm thấy tội lỗi cho nên bữa nay mới kêu tôi vô đó. Chứ ông hận tôi tới tận xương tủy kia mà. Cô à, nè nè nè, cô hãy bình tĩnh đi. Cô hãy chỉ cho chúng tôi biết chỗ của Nguyễn. Không biết.
được rồi. Tôi sẽ đưa cô về. Bà ta sợ chúng ta tìm được Nguyễn nên đã gì đây? Cứ theo bà ấy đi. Chị Mai đang theo. Cô Thương sao rồi? Vẫn chưa có thông tin gì mới. Nếu khai thác thêm thông tin thì sẽ có. Tôi chờ thêm thông tin. Dạ. Em có muốn uống nước không? Nếu em biết bất cứ sự thật nào thì em cứ kể hết đi. Thì em đã nói em không phải là người viết thư. Tất cả các lời khai của em đều mâu thuẫn. Em đang muốn bảo vệ cho Nguyễn đúng không? Em có muốn gặp Nguyễn không? Sao? Vậy là bên anh đã bắt được Nguyễn rồi hả? Em hãy trả lời đi. Có muốn gặp Nguyễn không? Nhưng mà anh đã bắt được Nguyễn rồi hả?
Rồi nhanh lên, cẩn thận nha. Rồi nhanh lên, nhanh lên. Tình hình sao rồi? Cô bị ngạt nước. Lúc tìm được, có hỏi chuyện gì chưa? Đưa lên là cậu ngất rồi, đâu có hỏi được gì nữa. À, bác sĩ nói khi nào chúng ta mới được vô gặp cô Hoài? Dạ, chậm nhất á là chiều nay hoặc là sáng mai. Hoài ơi, trời ơi, cô tỉnh rồi. Đưa về cơ quan điều tra liền hay sao sếp? Cứ vào gặp cô ấy trước đã. Dạ. Nè, cô làm vậy chỉ đau thêm thôi. Sao mấy người bắt tôi hả? Nè, cô bình tĩnh đi. Sao mấy người lại bắt tôi hả? Xin lỗi, chúng tôi buộc phải làm vậy. Thả tôi ra đi mà. Làm ơn thả tôi ra đi mà. Thả tôi ra đi. Cô đừng có tự làm đau mình. Tôi không có giết người. Đừng có bắt tôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi mà. Thư à? Thư.
Anh coi có phải xe này xe của Nguyễn không? Đúng số xe không? Dạ đúng anh. Hỏi ông là chủ nhân chiếc xe này phải không? Không không, tôi chỉ là nhân viên bảo hiểm đem xe về cho chủ thôi mà. Xin lỗi, cô là ai vậy? Xin ông vui lòng hợp tác. Xin hỏi Nguyễn là người kêu ông giao chiếc xe này tới đây hả? Nguyễn nào? Sấm chớp mà. Không có gì hết. Im lặng đi. Im lặng. Sao tôi nghe tiếng gì kỳ vậy? Sao tôi nghe tiếng gì kỳ vậy? Em có biết cô Hoài không? Có.
Vậy tại sao em không nói sớm? Em đang giấu chuyện gì về Thương? Không có. Cha em đang rất cần em. Không lẽ em cứ muốn ở mãi trong này hay sao? Em yêu Nguyễn đến mức như vậy sao? Anh đừng nói với em như vậy. Vậy em đang giấu chuyện gì cho Nguyễn? Không có. Anh Trung. Sao em? Cha của em. Cha em vẫn bị như vậy. Anh sẽ vào thăm cha của em. Sao cô không ăn ngủ gì hết vậy? Anh cũng quan tâm tới chuyện người ta có ăn hay không nữa hả? Chừng nào cô còn ở đây, chúng tôi còn phải quan tâm cô, kể cả chuyện ăn uống. Mẹ tôi nghe nói cô bị bắt, bà gửi lời hỏi thăm cô, nói cô giữ gìn sức khỏe. Sao anh lại quan tâm tôi như vậy? Thôi, cô đã ngang cho có sức. Cung Mộ, mẹ đừng lo. Lại chết đi. Thấy mà tội cho con nhỏ quá. Cô bây giờ còn là nghi phạm giết người nữa mẹ. Sao mà lại ra nông nổi vậy hả con? Một lần xỉ chân, coi như là hết đường quay lại. Sao lại hết đường quay lại? Người ta đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh kẻ chạy lại bao giờ? Nếu con người ta mà biết hối lỗi, quay đầu sám hối thì phải rộng lòng tha thứ chứ. Dạ. Đi theo dõi chung. Sáng giờ bà cứ đi ra đi vô, dọn dẹp giặt giũ, nấu cơm nấu nước. Làm gì mà đứng gãi hoài vậy?
Vậy cha đang làm gì vậy? Mũi cắn. Mũi nhiều lắm. Sáng giờ Nguyễn có ra chưa? Không thấy. Bởi vì mấy con mũi nó muốn tha em đi luôn á. Em muốn ăn gì đi mua cho. Mua cho em một ổ bánh mì với ly cà phê đá đi. Cà phê đá hay cà phê sữa đá? Cà phê đá, buồn ngủ lắm. Nguyễn, sao con tới đây? Con đi tìm mẹ khắp nơi. Con đi đi, con chuẩn bị bắt đó. Con cảnh sát hả? Con đi đi. Đi đi, đi nhanh đi con. Khoan đã. Nguyễn à, con có làm hại anh Thư không vậy? Mẹ đừng có hỏi nữa. Quá xỉu hả? Chị Mai, chị Mai, em sao vậy? Tới bóng của Nguyễn. Thôi được rồi, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để anh lo cho. Bóng Nguyễn. Chị Mai sao rồi anh? Đỡ rồi em. Ba em có đưa thuốc giải độc rắn nè. Em đưa cho cổ đi. Em giúp giùm chị nha. Dạ. Cũng may là không sao. Rồi sao? Thả
mẹ con tôi ra. Không, mày làm gì tao? Tôi đang để cô mà thôi. Nhốt nó lại. Thả tôi ra. Tôi mẹ ơi. Cô bà. Mẹ. Mẹ ơi. Thả tôi ra đi. Anh Thương. Anh Thương, chào cô. Tôi không có giết cô Thư. Tôi không có giết Thư đâu. Cô biết mình đã bị bắt vì điều gì à? Tôi nhắc cô nhớ, chúng tôi luôn có chính sách khoan hồng dành cho những người biết hối lỗi. Lần cuối cô gặp cô Anh Thư ở đâu? Tôi không gặp cô ta. Cô muốn cố chấp tới bao giờ nữa? Đêm qua cô đã hét ầm ĩ và gọi tên cô Thư. Có chuyện gì với cô sao cô Hoài? Cô bớt xúc động đi. Tôi ám ảnh là gì? Gì? Hôm nay tôi không hỏi về vụ án. Tôi muốn hỏi thăm cô về bản thân của cô. Chi vậy? Cô không nhận ra tôi sao? Tôi cũng từng làm ở quán bar. Bao tiếp cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình dẫm nát thân em. Người đời vô tình giày xéo lên em. Người đời vô tình giết chết đời em. Hồi nãy cô hát bài gì vậy? Em hát bài bài ca cho người kỹ nữ. Đúng là nghe buồn muốn chết. Cô bây giờ tuy đã khác trước, nhưng nỗi buồn trong ánh mắt cô thì vẫn còn. Ngay từ ngày đầu gặp cô, tôi đã nhận ra điều đó. Cô cũng từng một thời gian dài sống tỏ ra mạnh mẽ vì gia đình của mình. Chồng và con của cô luôn trong trái tim của cô mà. Cô có biết điều gì làm tôi hối tiếc nhất không? Tôi đang nghe đây. Là đi đổi lấy cái hình dạng khốn kiếp này.
Tôi đã đau đớn và xém chết biết bao nhiêu lần để đi đổi lấy cái hình dạng khốn kiếp này, cô biết không? Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tôi hối hận nhất. Điều mà tôi hối hận nhất là tôi để con tôi chết. Nó đi rồi cô ơi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình hết. Nhưng cô có biết con tôi chết là vì ai không? Vì anh Thư đó. Chính anh Thư đã đẩy hai mẹ con tôi tới kết cục bi thảm như vậy. Cụ thể như thế nào? Sao anh Thư có thể? Cô chưa thấy Thư nó ghen đâu. Còn Thư, nó ghen kinh khủng lắm, cô biết không? Thư đẩy hai mẹ con cô à? Thư đẩy hai mẹ con tôi tới cuộc sống cơ nhỡ như vậy. Và đẩy con tôi xuống sông mà chết đó, cô biết không? Khi con tôi rớt xuống sông là do một bàn tay của anh Thư đã gián tiếp để con tôi rớt xuống sông mà chết. Cho nên tôi không thể nào để yên cho cổ được. Ừ, vậy đi. Anh Nguyễn, anh gọi điện cho ai đó? Con Hoài. Con Hoài nào? Con nhỏ vũ trường. Anh gọi cho nó đi làm gì? Công việc. Mẹ em thôi ngay cái kiểu hỏi trả khẩu đó đi. Anh Thư, cô ngạc nhiên. Chắc cô không biết anh Nguyễn, anh có thể yêu cùng lúc rất là nhiều người. Tôi không quan tâm.
Cô ra ngoài nói chuyện với tôi. Đi đâu? Cô muốn sùm ở trong này không? Cô đã làm gì? Cô đã làm gì? Tôi giết cô ta chết rồi. Tôi nói cho cô biết, cô phải rời xa khỏi anh Nguyễn. Cô có nghe rõ chưa? Nếu không cô làm gì tôi? Thì tao. Thằng Duyên chết mình chứ sao? Mày đừng nghĩ là mày hăm he được tao hoài. Mày đừng nghĩ là tao sợ mày, mày biết chưa? Nguyễn có mặt lúc đó không? Nguyễn thấy tôi đốt cháy anh Thương. Anh ta đến và thấy tôi đốt cháy anh Thương. Thơ!
Hoài vừa buôn bán ma túy lại càng thêm tội giết người. Em e cô ấy có thể bị tử hình. Em có nghe chuyện con trai của Hoài bị chết tức tử chưa? Hoài cho rằng do anh Thư gây ra chuyện này. Nhưng dù có bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, cô ấy cũng đã phạm tội. Chỉ cần bắt được Nguyễn là vụ án này sẽ khép lại. Một vụ án có quá nhiều mất mát và tổn thương cho quá nhiều người, trong đó có cả đội của chúng ta nữa. Ngày em mới xâm nhập vào quán bar nơi Hoài xin làm phục vụ, một cô gái có khuôn mặt khắc khổ, ẩn chứa nhiều cam chịu, lẽ ra nên có cuộc sống khác. Ý của em muốn nói phải chi Thông, chồng của Hoài, không phải là một kẻ nghiện ngập. Em biết chị bức rất nhất điều gì không? Đó chính là tuổi thơ của Nguyễn. Một cậu bé thiếu vắng tình yêu thương của mẹ. Bà Bích nói đúng. Phải chi bà ấy đừng bỏ rơi con của mình.
Cán bộ ơi, cô Hoài đang ở đâu? Cô được chuyển qua phòng giao thành phố rồi. Cô có bị tử hình không? Vẫn phải chờ tòa tuyên án. Ông không lo gì cho mình sao? Tôi là đàn ông mà, còn phụ nữ như cổ làm sao chịu nổi? Phụ nữ như cổ mà còn dám gây ra tội ác kinh khủng với tôi thì cổ rất tội nghiệp. Đưa tôi lên xe. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm ra được người đã ra tay sát hại cô. Cô hãy yên lòng và nhắm mắt nha Thư. Cho bao nhiêu bức tranh đêm nay dựng lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đất xây đêm nay mong manh mờ tàn. Hóa ra là thanh thản chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu thứ, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đêm mê vì lần hơn nữa anh đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đàn trào dâng từ trong chim bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng người. Bay lên cao như con cao. Quay quay xa về cơn rồi vội vàng lại quay. Phước, anh Bồ đang về rồi, xuống dưới ăn đi. Anh Trung có dưới không anh? Anh Trung, anh xin phép về sớm rồi. Vậy là anh ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với Thương nữa hả? Chưa. Vẫn còn quá nhiều câu hỏi xung quanh mối quan hệ giữa Thương và Nguyễn mà mình vẫn chưa khám phá ra được. Thôi, đi xuống. Lão già, ông ra đây. Đưa tôi cái này làm cái gì? Để lúc ông buồn, ông muốn giết gì ông giết. Giết gì? Tùy ông. Ừ.
Bích ơi, Bích ơi, em đâu rồi Bích ơi? Bà, má đi đâu hả bà? Mẹ con đi xa lắm rồi. Đi xa là ở đâu vậy ba? Con thấy ở dưới sông có ghe, bên bờ có xe, mà sao má không về với con hả bà? Ba kêu má về với con đi. Ba kêu má về với con đi bà. Trời ơi! Hả? Trái ghê rồi! Ba! Con tôi chơi! À. Ba ơi ba! Con tôi chơi! Ba ơi ba! Ba! Ba ơi ba! Con tôi chơi! Nếu cho tôi quay ngược về quá khứ, tôi sẽ phải làm gì để không mất bà và để thật nguyện không mất mẹ hả bà? Sai lầm không thể